Trở lại với bữa sáng dinh dưỡng của mình, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đấy, bữa sáng đầy đủ năng lượng với Quia thì đến từ Mỹ. Quia đi sách là sự pha trộn độc quyền của các thành phần kết hợp với nhau để hỗ trợ giảm mỡ bụng, giảm cân. Trong đó thành phần chính của nó là trái maqui berry. Trái maqui berry được các nhà khoa học nghiên cứu chiết xuất x10 lần. Sản phẩm thì đã có chứng nhận đạt GMP của Mỹ nhé. Ngoài thành phần QRI X10 ra thì còn có cỏ đinh năng, rau bi la, cải xoắn, mầm bông cải xanh và tảo lục chlorella. Thì cỏ đinh năng thì có thể các bạn chưa biết, cỏ đinh năng chính là thảo dược với rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Đấy, cỏ đinh năng là vua thảo dược. Tiếp theo, cỏ có tính kiềm. Đặc tính của cỏ là chứa hàm lượng protein hơn 1/5 lần so với lúa mì và lúa mạch. Và quan trọng là như agricin và theurin. Ngoài ra, cỏ đinh năng có công dụng là hỗ trợ giảm mỡ bụng, giảm cân, giảm lượng calo thấp. Hai là rau bila. Rau bila ở Việt Nam còn gọi là rau chân vịt, hay còn gọi là cải bồi xôi, chứa rất nhiều vitamin E, chống lão hóa, giúp trẻ nâu. Đặc biệt với những người giảm cân, rau bina cho hiệu quả cực kỳ tốt. Nghiên cứu cho rằng chiết xuất rau bina có thể dẫn đến là cân bằng, ức chế sự thèm ăn. Đấy. Làm giảm sự thèm ăn trong mức độ ăn. Tiếp theo là cải xoắn, được mệnh danh là một trong những siêu thực phẩm mạnh với hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào. Cải xoắn màu xanh đậm, tốt cho sức khỏe, tăng cường hệ tim mạch. Cải xoắn thì hỗ trợ điều trị tiểu đường, giảm cân, chống ung thư. Từ những chất trên, nếu uống đúng theo chỉ dẫn, liều lượng Quiricex sẽ mang lại sức khỏe, cung cấp dinh dưỡng cần thiết hoạt động cho mỗi ngày, sẽ hấp thu protein cùng với chất xơ, cải thiện tiêu hóa tốt, khỏe mạnh, có thể thay thế bữa ăn đối với những người mà giảm cân béo calo. Những người gầy thì cũng có thể cân bằng, hỗ trợ tăng năng lượng. Bữa sáng của mình này, hỗ trợ giảm mỡ bụng, giảm cân lành mạnh, khôi phục cân bằng trao đổi chất trong cơ thể, điều chỉnh sự thèm ăn và đốt cháy đúng lúc trong cơ thể. Quia thì rất là tuyệt vời, thúc đẩy chuyển hóa cơ thể, giảm cảm giác sự thèm ăn, hỗ trợ lão hóa, trẻ khỏe đẹp, cung cấp cần thiết cho những người đang mắc các bệnh lý phải kiêng khem, nhất là bệnh tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Cung cấp sự cân bằng protein, vitamin và khoáng chất, nuôi dưỡng cần thiết và kiểm soát cân nặng, sở hữu vóc dáng vòng eo con kiến cân đối, nuôi dưỡng cơ thể bằng cách cung cấp dinh dưỡng tế bào và axit thiết yếu cho hệ tiêu hóa, thanh lọc cơ thể, giúp bạn khỏe, đề kháng tốt, duy trì sức khỏe, chống viêm, duy trì đúng mức lượng đường trong máu, giúp cholesterol khỏe mạnh, hỗ trợ hệ tim mạch và tăng cường sức khỏe của mắt nữa, cải thiện hệ tiêu hóa. Quy đi tuyệt vời, chuyển hóa dinh dưỡng thông qua lão, dừng sản xuất dinh dưỡng và báo hiệu đốt cháy lượng mỡ, hỗ trợ tăng cường hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đó là chức năng của Quy đi. Quy đi sách uống vào mỗi buổi sáng. Còn Quiriari sau khi uống thì chúng ta sẽ gì, uống hai viên này nhé. Mình đã bỏ ra để chút mình sẽ uống luôn. Đấy, hai viên tím enzyme. Quiriari là quả chiết xuất 10 lần, được chứng minh khoa học, thành phần dinh dưỡng rất là cao. Hôm nay mình đi sâu hơn về thành phần dinh dưỡng của Quiriari sách. Hẹn gặp các bạn lại ở các video sau. Mình sẽ nói rõ hơn về QRG enzyme, viên tím.
Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn nha.